lạnh. Ánh sao trời trên cao có nghe được tiếng tôi, nơi rừng già u tối, nơi nào là lối đi. Thế là ánh sáng ta mang đến từ trời để chiếu soi cho nàng ra khỏi chốn nguy nan. Thôi đừng lo lắng, quanh đây có bạn bè sẽ đưa nàng về một nơi chốn yên lành. Chị Bạch Tuyết ơi! Chị Bạch Tuyết ơi! Chị Bạch Tuyết ơi! Chị Bạch Tuyết ơi! Bạch Tuyết ơi! Bạch Tuyết ơi! Em có thấy Bạch Tuyết ở đâu không? Dạ không, em không thấy chị Bạch Tuyết. Cảm ơn em. Chị Bạch Tuyết, Bạch Tuyết ơi! Bạch ơi! Bạch ơi! Đang ở đâu vậy? Chị Bạch Tuyết ơi! Bạch Tuột ơi! Tuột ơi! Không, gà con! Gà con, người ta hỏi lên rồi con! Chị Bạch Tuyết! Gà con! Chị Bạch Tuyết! Bạch Tuyết ơi! Gà con! Chị Bạch Tuyết! Nè! Sao tao kêu mà ngươi không đứng lại vậy? Con là chim mà, ông kêu gà con ghét con đứng lại. Chị Bạch Tuyết ơi! Chim sao quạt cánh dữ vậy? Trời ơi, chim không cho quạt cánh té chứ làm sao? Tuyết không? Dạ không thấy. Tuyết á. Con thấy, chúng tôi đi tìm đi. Không, tao quyết định rồi. Chúng ta phải tới hoàng cung thôi. Gặp phù thủy công chúa, hỏi Bạch Tuyết đang ở đâu. Nhanh lên! Chị Bạch Tuyết ơi! Hỏi hoàng cung, nhanh lên! Đâu, ghê lắm. Chị Bạch Tuyết ơi! Nhanh nhanh lên coi, sắp tới nhà rồi. Nhanh nhanh lên coi, về nhà con nghỉ ngơi. Nhanh nhanh lên coi, sắp tới nhà rồi. Nhanh nhanh lên coi, về nhà con xả hơi. Mình xin tự giới thiệu, mình là Lùng Khó Chịu. Ai cũng nhỏ chút xíu, mà kêu đi danh là sao? Bực bội hả? Còn mình là Lùng Khờ, ai nói gì cũng ơn. Cái gì cũng bắt chước, mà làm hỏng có được. Khờ ghê. Còn mình là Lùng Nhát, ai cũng thích bắt nạt. Nhất là Lùng Khó Chịu, thấy ghét. Mình á hả, là Lùng vui vẻ. Có thể mình không cao, đôi khi hả mình phải ngước lên. Ngước chưa đủ, mình phải nhón vậy nè. Có nhiều fan hỏi á hả, sao không thấy mình buồn? Đâu có gì đâu mà buồn, mình vui vẻ mà. Thề á, không có buồn. Ngửi thấy mùi gì của Maxi. Không có mùi gì của Maxi. Ai nói cái gì cũng mất chi. Tới tôi hát hoài. Mình là Lùng Màu xin kính chào. Tôi này. Bên này. Tại mình bị mù không thấy đường. Tôi này. Còn mình là. Là gì? Lùng Út. Út thì sao? Cứ gọi mình là. Là gì? Lùng. Nhanh nhanh lên coi, sắp tới nhà rồi. Nhanh nhanh lên coi, về nhà con nghỉ ngơi. Nhanh nhanh lên coi, sắp tới nhà rồi. Nhanh nhanh lên coi, về nhà con xả hơi. Đúng hoài à. Tới nhà rồi. Lùng Nhát, tại sao ông đè tôi? Lùng Nhát đâu có đè. Lùng Hắc Xì đè thấy buồn nội luôn nè. Hắc Xì đâu có đè, Lùng Khờ đè. Trời, ông có đè khó chịu nè. Trời. Khó chịu quá đè, Út đè. Em không có đè. Mệt quá, Lùng Mù đè. Lùng Mù không thấy đường, Lùng Mù đè. Dạ. Đứng dậy đây, trời ơi. Đứng dậy. Ủa, ông Lùng vui vẻ làm gì mà ông cười dữ vậy? Ông đạp ông bể cái bụng tôi luôn nè. Ủa, tôi đạp ông ha. Tôi không thấy đường. Ta đạp bụng
Đau muốn chết. Mà cười là cười sao? Bực bội khó chịu hả? Có gì đâu mà bực bội khó chịu. Tại vì bạn ấy tên là Lùng Vui Vẻ, cho nên lúc nào bạn ấy cũng phải cười. Á xì bữa nay giỏi quá vậy. Nói chuyện trơn tru không bị á xì hả? Á xì hết bị bệnh á xì lâu rồi. Vậy tốt. Nó nghe nè. Gì? Á xì. Đâu trong mặt rồi. Trời ơi, bực bội hết sức luôn á. Khơi đâu? Có mặt. Lấy cái khăn coi. Nè. Cái gì? Cái khăn sao hôi rình vậy? Khăn lau cửa. Trời, quá lấy cái khăn lau mà. Này là của chi? Bực bội hả? Này cũng là cái khăn mà. Trời ơi, tôi tức mấy chú quá đi. Mấy chú lúc nào cũng làm cho tôi bực bội khó chịu hả? Mấy chú phải noi gương chú Út nè. Lúc nào cũng đọc sách, đọc báo, mở mang kiến thức. Bây giờ mọi người tập trung qua đây. Đọc sách nè. Tôi ra ngoài tôi cho gà ăn rồi đóng cửa lại. Bực bội khó chịu à. Mọi người chú ý, chú ý, chú ý. Cái gì? Cái gì hả? Đây là một cuốn sách rất đặc biệt. Cái gì? Cuốn sách này nói về sự khác nhau giữa đàn ông với đàn bà. Ủa, cho mụ hỏi đàn bà là cái gì ghê vậy? Trời ghê lắm, mình nghe nói rồi, đừng có danh, lên danh coi. Danh từ này lạ à. Con nít không có được coi mấy cái vụ đó, đừng có coi. Lùng mù lại coi đi. Ông rảnh quá, tôi mù còn biết đi coi. Thôi, trời ơi, không nhớ Lùng có chịu dặn hả? Sao? À, không được nhìn vào mắt của người phụ nữ. Nhìn vào đó sẽ bị đuối. Còn sờ người phụ nữ sẽ bị điên. Nói chung là ghê lắm. Ghê quá. Không coi. Trong này còn có một tấm hình nữa. Hình gì vậy? Vậy? Hình một người đàn ông hung một người đàn bà. Ủa, đàn bà nữa hả? Rồi, có ghi gì nữa không? Có ghi. Khi một người đàn ông hung một người đàn bà thì sẽ nảy sinh một thứ gọi là tình yêu. Tình gì? Tình yêu là gì? À, mình biết rồi nè. Tình đó là tình trạng, còn yêu á là yêu quái. Đó là tình trạng yêu quái, đúng không mấy bạn? Thì đúng rồi. Là điên quá bị chết, chết là thành yêu quái. Trời ơi, quái là giống như ma vậy đó. Trời ơi, ghê quá. Theo mình nghĩ là không phải như các bạn nói đâu. Nhưng mà nó có cái điều gì nó sao sao á mà mình chưa có nghĩ ra. Thôi vậy thôi, mình đừng có nghĩ. Đi ngủ đi. Ai vậy? Ai làm gì vậy? Cái gì vậy? Có một tiếng ngáp phát ra từ trong cái cửa. Ghê quá. Có tiếng ai vậy? Cái gì vậy? Cho ông ngồi đây đi. Hay quá. Ê. Mọi người bình tĩnh. Giờ sao? Bây giờ trong nhà mình có một người. Đúng rồi. Bây giờ mình phải cử một người vô coi thử có chuyện gì. Cử ai đây? Cử Lùng Nhát đi. Vô duyên. Hả? Người ta tên gì? Lùng Nhát. Biết nhát còn cử nó vô sao dám vô? À quên. Đúng rồi. Hay là tôi nghĩ vậy nè nha. Sao? Hay là bây giờ tụi mình quảnh tù tì đi. Ai thua người đó vô. Đúng rồi. Hay quá. Tôi thấy vậy là công bằng nhất. Hai ba. Quảnh tù tì ra cái gì? Ra cái này. Tôi ra cái kéo á, kết quả làm sao? Tôi ra cái búa. Ông thua. Ủa sao lần nào tôi cũng thua vậy ta? Tại ông mù biết không? Vô đi. Cẩn thận nghe. Cẩn thận nha. Gì vậy? Không có gì hết. Tôi bị mù tôi không thấy gì hết. Đúng rồi, nghĩ sao kêu ông mù vô coi. Bây giờ mấy người tự xử đi, lạnh quá. Làm ơn qua đây. Cho ông ngồi đó đi, qua đây nè, lại lên. Ngồi yên đây nghe không? Đi qua với Lùng Nhát nè. Nghĩ sao kêu Lùng mù vô coi, làm sao đấy được đâu mà coi. Tụi mình là những người sáng mắt nhau nè, tự quản đồ tị với nhau đi. Đúng rồi, hai ba. Quản đồ tị là cái gì? Là cái này. Kha. Ôi, cái kéo thật là hùng vĩ. Cắt cái búa, ta ăn. Vô đi. Các em ơi, cái búa với cái kéo, cái nào ăn á? Cái kéo.
Đập gãy cái nhé. Đi vô lẹ lên. Nhát vô đi. Cong queo kéo luôn rồi. Nhát. Coi chừng con ma nha. Con ma. Bạn đứng gần gần tôi đi, đừng đi đâu nha. Hết hồn ơi. Hết hồn. Mẹ đi. Xin lỗi bạn, mình ác xì không có đúng lúc. Ác xì vô duyên, ác xì vô duyên. Đâu chết ác xì rồi. Chú không có chạy hả? Hả? Chú không có chạy hả? Bây giờ mới chạy nè. Mọi người bình tĩnh. Nghe lùng mù nói nè. Không có gì sợ hết. Bây giờ tôi hô 1, 2, 3 nhào ra lấy cái ghế đúng không? Đúng rồi. Ai vậy? Lùng hắc xì. Hắc xì hả? Ở đây. Giờ tôi hô 1, 2, 3 là cùng nhau ra nha. Đúng rồi. 1, 2, 3. Đúng không ạ? Tất cả nghe theo tôi. 1, 2, 3. Tấn công. Chú. Ủa sao ai cũng sợ tôi hết trơn vậy? Hả? Chú. Tại gì á? Hả? Hết rồi, chạy đi ông thần ơi. Hả? Mọi người chạy hết rồi đó. Ông không có thấy được. Ông dấp té. Nhưng mà ông thấy tôi. Ủa sao mọi người vẫn còn sợ tôi vậy? Tại vì không được nhìn vào mắt người phụ nữ. Nhìn vào mắt người phụ nữ sẽ bị đuối. Còn sợ vào người phụ nữ sẽ bị điên. Nói tóm lại là ghê lắm. Đúng rồi đó. Đúng rồi, chúng tôi là bị khuyến cáo là không được nhìn vô người phụ nữ. Cũng không được đụng vô người phụ nữ, đụng vô là bị điên. Mà nhìn là bị đuôi, nên chúng tôi không dám nhìn. Chúng tôi... Ôi mấy ông ơi, chết rồi, chết rồi. Cái gì vậy? Tôi lỡ nhìn bà này tôi bị đuôi rồi. Ông có khùng không vậy? Ông bị đuôi từ lâu rồi. À quên. Nhưng mà ai nói với mấy chú là như vậy? Lùng khó chịu. Lùng khó chịu, đúng rồi. Mà lùng khó chịu là ai? Là chịu khó lùng. Tắt nhạc hay? Không tắt nhạc, ông múa tới sáng luôn á. Lùng có chịu. Ơi, Coi chừng. Thank you.
Nhìn không đuôi, sợ không điên, ngộ lắm. Ê, mấy ông ơi, tôi rời được bắp chân rồi nè, bắp chân bự nè. Vô duyên, bắp tay tôi lúc chân đâu ra ra. Ủa bắp tay hả? Sao to thế? Bắp chân đâu chân mày vậy? Đây nè, đây nè. Đâu rồi? Đây nè. Đây phải không? Thấy cứng nhắc không? À, cái này cứng nhắc à? Đây mềm xèo nè. Đâu? À, được rồi. Nè, hả? Làm gì bu rần rần vậy? Qua đây. Dạ. Sướng sát không à? Mà mấy chú ơi, mấy chú là ai vậy? Muốn biết tụi tôi là ai, coi đây, đi! Vô đây lụng mù. Chứ Lường khó chịu. Bạch Tuyết này là ai vậy hả? À, đúng rồi, cảm ơn mấy em nhiều. Hoàng cung. Người ta muốn giết nàng. Dạ phải. Tại sao người ta giết? Có lý do người ta mới giết chứ. Tại sao bảy anh em chúng tôi người ta không muốn giết? Bảy anh em mình lùn quá mà. Xấu quá, ai thèm giết. Mà lùn có giá trị của lùn. À, tuy lùn nhưng có máu khùng. Phải. Phải à? Tôi hiểu rồi, người hầu trong hoàng cung nổi máu tham lam nè. Dạ không. Vô hoàng cung ăn cắp sách giáo khoa của nhà vua nè. Dạ không có. Ăn cắp giết gì màu với bản công chúa nè. Dạ dạ không có. Nên người ta muốn giết đúng không? Dạ dạ không. Quá đáng. Ông này quá đáng là con người ông quá đáng. Ông quá đáng nè. Ông ơi sao tôi nói sao? Sao? Ê, con trai. Là gì đâu rồi vậy? Hả? Sai hả?
anh dám nói? Để người ta nói chứ ta hiền quá mà. Nói. Xuống tông chút đi, xuống. Nãy giờ có bình ông rần rần à. Ta nhỏ nhẹ chút đi. Ông cảm à. Ta lùng khó chịu, lúc nào cũng bực bội đó. Nói đi. Dạ, chú không phải như mấy chú nghĩ gì đâu. Sự việc là như thế này nè. Nghe bà Tuyết kể về cuộc đời của bà Tuyết nè. Kể hả? À. Có ai ở đây không? Sương khuya rơi ướt lạnh, ánh sao trời trên cao có nghe được tiếng tôi nơi rừng già u tối, nơi nào là lối đi? Tội nghiệp quá. Thấy chưa mấy người, nghe chưa, thông cảm cuộc đời bà Tuyết chưa? Có hiểu gì không? Hiểu gì? Bà Tuyết nói là bà Tuyết làm nghề thợ săn, bị mấy con thú cắn nên chui vô đây nè. Bậy bà. Bậy. Bà Tuyết bị cô công chúa ganh ghét sắc đẹp cho nên tìm cách hãm hại bà Tuyết. Giờ tôi hiểu. Bà Tuyết ngồi xuống đây đi. Dạ. Ngồi. Dạ, cho nên tôi mong mấy chú cho tôi ở lại đây vài ngày nha. Cho liền. Không cho. Ở luôn. Nghỉ đi. Cho mà. Trong một ngôi nhà có 7 người đàn ông. Câu này nói rồi. Nói rồi cũng nói nữa là nói. Đâu có nhà này, tôi là người có quyền. Bà Tuyết phải không? Cho dạ. Ở đây. Ở vài bữa thôi nghe. Cảm ơn nhiều. Nên. Nhưng mà ở đây phải nghe những nội quy cho tôi đặt ra. Hiểu chưa? Dạ. Ở đây nhà thì là... Làm gì bố rần rần vậy? Đẹp. Đi ngủ. Thôi, thôi mấy chú đi ngủ đi nha. Dạ. Trời ơi, nó dạy gái thấy sợ không? Đứng xếp hàng ngủ, tôi hôn người ngủ. 1, 2, 3. Ủa, sao mấy chú còn chưa đi ngủ? Tại vì tụi này có thói quen là trước khi đi ngủ phải có người lớn ôm hôn rồi mới ngủ. Ta hôn nè. Tám ơi, Tám dùm ta trong bữa đi. Lần nào hôn rồi, tôi không gặp mộng. Nó hết bị bệnh nắc trời rồi nó nghe. Tôi bị mù rồi, tôi biết ổng đang đi qua đây nè. Tôi ghét không có nào mà tôi đánh đập cho hơi ổng luôn mà. Tuyết hôn đi. Bà Tuyết hôn đi. Đừng có để lùng khó chịu hôn. Tụi tôi không có ngủ được, đêm nào tụi tôi cũng thức sáng đêm ối cả đêm vậy đó. Xanh nanh vàng á. Vậy bây giờ bà Tuyết hôn. Hôn đi bà Tuyết. Dạ. Tới tôi chưa? Cảm ơn Bạch Tuyết. Dạ, sao chú lùng khó chịu còn chưa đi ngủ? Chưa hùng, chưa ngủ. Bực bội à? Quá đáng. Khó chịu à? Có ngủ đi. Tham lam. Tham quá. Nằm đây. Làm thuốc. Nằm ở đây hả? Cảm ơn mấy chú nha. Bà Tuyết ngủ ngon. Chúc mấy chú ngủ yêu đã cho bà Tuyết ngủ. Chúc bà Tuyết ngủ ngon. Bánh mì ở đâu ngươi ăn vậy? Dạ đâu phải bánh mì. Chứ ngươi đang ăn gì? Khô bò. Ở đâu mà ngươi có? Dạ hầu dự trữ. Hay quá. Hầu thông minh quá. Ta cũng đang đói đây. Cho ta một miếng. Nhanh lên. Dạ. Nhanh lên. Ăn đi. Ngươi ăn đi. Nghĩ sao chiếc giày mà nói khô bò vậy? Trời ơi đói quá hoàng tử ơi. Gặp cái nào gặm cái đó. Đỡ đói đi. Cũng tại hoàng tử hết trơn.
tự nhiên trở về hoàng cung chi? Tôi gặp phù thủy công chúa bắt mình. Ta cũng đâu có muốn đâu, chủ yếu ta quay lại đây gặp phù thủy và công chúa hỏi Bạch Tuyết đang ở đâu. Ai ngờ quay lại đây bị phù thủy quá phép vô ngục như vậy. Đó đó, thấy chưa, kiếm Bạch Tuyết kia bây giờ. Hoàng tử với lại hầu phải chết trong cái ngục tối này rồi. Nói thiệt với hoàng tử á, hầu mà chết á hả, hầu sẽ hóa thành ma đi phá làng phá xóm. Khi nào người ta cúng á có đồ ăn hầu mới hết phá. Đói quá rồi. Hả? Bánh mì kẹp thịt ở đâu? Đây nè. Trời, người điên hả? Người đang làm gì vậy? Trời ơi, ếch chiên bơ. Đây nè, trời. Hai con mắt ếch mà sao có hàm răng chó, sao ăn? Trời ơi, chết. Người bị cái gì vậy? Hả? Trứng gà, đuôi gà. Trời ơi, khó ăn quá, phải bẻ ra mới được. Trời ơi, hầu ơi, hầu. Người điên rồi hả? Tại sao tụi lại tự bẻ tay mình vậy? Ráng mà chịu đựng đi, ta cũng đang đói lắm ở đây nè. Cái gì vậy? Nè, ngươi đừng có dòm ta nha. Đừng có nói là tưởng tượng ra cái món ăn gì nha. Đặc sản. Đặc sản gì? Lỗ tai nhúng giấm chấm mắm nêm. Đó. Đó. Một cái đi hoàng tử. Ngươi điên rồi hả? Một cái đi. Linh Châu. Ôi, cô ta vô. Linh Châu. Ôi, ngươi. Cái gì vậy? Lại. Hả? Cái gì? Heo sữa. Ôi, chà. Chết chứ là. Trời ơi, người ngắn sao kiếm dài vậy? Sao nó không ra trời? Sò lông. Sò lông. Đúng là. Món này tao mới thích nhất đây. Ấp bù. Nhìn ta sao nó bù? Hai con mắt lồi của ngươi kìa. Giỡn mặt à? Ủa, sao người dài kiếm ngắn vậy? Bởi vậy đâu đi săn bắn. Trời ơi, ta đi, ấm bù. Không. Ơi, chết rồi, má ơi, má ơi, cứu con má ơi. Sò lông đừng có giả. Sò lông ơi, sò lông, sò lông. Hầu, Hầu ơi. Vậy là đúng rồi, thầy đi. Đúng theo kế hoạch của phù thủy rồi. Tên Hầu và hoàng tử đã đói bụng. Vậy chúng ta phải đi báo cho công tử và phù thủy. Cái gì? Thầy không có phù thủy hết. Đúng. Đi. Trời ơi, rối quá lộn. Nhanh lên. Trời ơi, rùa hấp muối, ba con rùa hấp muối. Hầu, ngươi không nghe họ nói gì sao? Nói gì? Không nghe gì hết. Mình đã trúng mưu kế của họ rồi đó. Mưu kế gì? Nghe ta. Đừng bao giờ để cho họ biết là mình đang đói nghe chưa. Trời ơi, mình phải, cần phải sống hoàng tử ơi. Nhưng mà nghe lời ta đi. Nghe lời sao? Công chúa phù thủy tới. Công chúa và phù thủy tới. Nghe lời ta, đứng thẳng người lên. Bầm bầm. Bầm bầm. Bầm bầm bầm. Gì vậy? Bầm bầm. Ra rồi. Tên hầu kia, tại sao thấy công chúa của ta mà không quỳ xuống? Hoàng tử có lệnh không phải quỳ á. Đúng. Tên hầu kia. Dạ. Nhà ngươi đố ta con gì to bằng hột gạo, 18 con mắt của nó nhỏ bằng trái banh, con đó là con gì? Nói ngay không thôi ta giết. Dạ. Con gì? Dạ con tầm. Tầm gì? Tầm bậy. Con đấy, làm việc. Lính đâu khiêng vô. Trời dạ, khiêng dạ. Vô chém. Khiêng vô. Đi vô. Người bình tĩnh đi. Ê ê ê ê, khiêng đồ ăn. Khiêng đồ ăn vô. Ủa, tự nhiên khiêng ta chi? Không phải nói chứ. Đâu, ta đang ở ngoài để điều khiển chương trình mà. Sorry sorry. Đi đi. Phải nói chứ. Khiêng. Bùm bùm. Bùm bùm. Ba cái tên lính này cứ tồn tại ở xứ ta hoài vậy. Tồn tại là tại vì nó biết khen công chúa đẹp nên nó sống. Đồ ăn tới. Không có cung nữ ráng múa lên cho nó đẹp nghe chưa. Bò
À, tắt nhà. Hai ông khiên cái gì vậy? Dạ, khiên nho. Nho đâu? Đây. Có nhiêu đây mà cũng khiên. Mà có nhiêu đây làm gì mà khiên, thấy nặng dữ vậy? Dạ, cái cây nặng. Cái ngu là làm tính ở lính suốt đời. Bỏ xuống đi. Dạ. Thầy, thầy. Thầy. Giờ sao đây anh thầy? Kêu nó ăn đi. Không được ăn. Ăn đi. Ăn đi. Không được ăn. Ăn đi. Không được ăn. Ăn đi. Kêu nó ăn chứ kêu tụi bay ăn hả? Ăn cho nó thèm. Ăn đi. Khoan. Biết đâu hoàng tử ta đồng ý sao? Ta không đồng ý. Ăn là hèn. Đúng. Hồi đó giờ có con hầu là không hèn đâu. Không được đi. Đi. Tới đây. Ta nói cho người nghe nha. Người cố gắng thuyết phục hoàng tử của nhà ngươi lấy công chúa của ta đi, ta sẽ cho nhà ngươi ăn một bữa yến tiệc thật là linh đình cả trăm món đó. Nào là ngỗng quay nha. Khi đó ngang xé miếng ngỗng ra ngang, ta nói mở nó chảy xuống ngang. Rồi chim cút ngang bơ ngang, để ngang cái lỗ mũi nó nứt cái lỗ mũi luôn ngang. Rồi đó ta cho ăn xúc xích nè, ba tê nè. Trời ơi nó chảy quá, ghê quá. Hoàng tử ơi, hoàng tử chịu lấy công chúa đi. Thì hoàng tử với lại hầu không phải chết đói mà còn có cơ hội về hoàng cung nữa hoàng tử. Suy nghĩ lại đi, thương hầu giùm cái mà. Đói quá. Thôi được. Ta sẽ làm theo ý của các ngươi. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Hãy cho ta biết Bạch Tuyết đang ở đâu. Nhà ngươi muốn biết con Bạch Tuyết ở đâu à? Ba tên lính hầu kia, con Bạch Tuyết ở đâu? Nói cho nó biết Bạch Tuyết ở đâu đi. Không biết. Không biết sao cười dữ vậy? Biết Bạch Tuyết mà không biết ở đâu, mắc cười quá cười. Bực bội à? Được rồi, nghe tao nói đi. Con Bạch Tuyết, ta đã giết chết nó rồi. Đúng rồi. Các người nói láo. Ta không tin. Không tin à? Phù thủy. Dạ. Lấy gương thần ra hỏi, tin hay không tin là biết liền chứ gì. Này các bạn ơi, ra đây chung vui với tôi, chìm đắm những